Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại vinh danh bà Khúc Minh Thơ, ân nhân cựu tù nhân chính trị, kính gửi các cựu tù nhân chính trị và gia đình cùng quý chiến hữu và đồng hương. Bà Khúc Minh Thơ là một ân nhân của các cựu tù nhân, đã được vinh danh nhiều lần, nhiều nơi, đặc biệt tại tiểu bang California, nơi có đông đảo người Việt tị nạn cộng sản. Bà đã tận tụy trong công việc thiết lập hồ sơ tù cải tạo, dẫn động các cơ quan hành pháp và lập pháp chấp nhận cho các cựu tù nhân chính trị và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO. Bà Khúc Minh Thơ, năm nay 87 tuổi, một người phụ nữ được tôn vinh và quý mến, đã thuận theo quy luật của thời gian nên không còn linh hoạt như xưa. Hình ảnh xông xáo, kiên trì gõ cửa từng nghị sĩ và dân biểu, cho họ hiểu rõ đời sống bi thảm của các cựu tù và gia đình con cái sau khi ra khỏi trại tù Cộng sản Việt Nam. Mong họ mở lòng tiếp nhận chương trình nhân đạo, tức chương trình HO. Với chương trình này đã giúp các gia đình HO thay đổi cuộc sống được đầy đủ an lành, và thế hệ con cháu họ đã thành đạt nơi quê hương thứ hai. Nhân dịp này, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, sau khi đã vận động Thượng viện tiểu bang California chấp thuận công lao và đã trao cho bà một bản tuyên dương. Trước các sự kiện này, chúng tôi, đại diện các cựu tù nhân chính trị và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO, sẽ tổ chức một buổi họp mặt để tri ân tâm huyết của một nữ lưu Việt Nam Cộng hòa đáng kính. Buổi họp mặt sẽ được tổ chức tại địa điểm nhà hàng White Palace 2, góc đường Edinger và Euclid, địa chỉ 50150 West Edinger Avenue, thành phố Santa Ana, Cali 92704, điện thoại 714-801-9925 hoặc 714-261-7837. Thời gian: vào Chủ nhật ngày 13 tháng 10 2024, từ 11 giờ sáng tới 4 giờ chiều, có trực tiếp truyền hình trên đài truyền hình Việt Nam 24 và các đài Việt ngữ. Trong buổi họp mặt sẽ có phần ẩm thực, phần văn nghệ được các nghệ sĩ nổi tiếng giúp vui. Các cựu tù nhân chính trị và gia đình, quý thân hữu xin ghi danh đặt chỗ trước, để nhà hàng và ban tổ chức tiện việc chuẩn bị thực phẩm và chỗ ngồi. Xin ủng hộ và đóng góp cho chương trình là 50 Mỹ Kim cho mỗi phần ăn. Mọi liên lạc xin gọi 714-394-8999 hay 714-854-5428, 951-733-8844 hay 408-226-8844. Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại.